Hi, chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và mình là Noob Gamer đây. Trong clip ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cái pack giúp các bạn nhìn trong bóng tối nhé. Nếu các bạn muốn mình làm các clip về những addon hữu ích trong sinh tồn thì hãy cho mình một like và một subscribe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Như các bạn đã biết, bản cập nhật 1.17 nó có những cái hang rất to, khi các bạn đi mine thì rất khó để nhìn thấy quặng. Nhưng không sao, vì đã có addon này nó sẽ giúp các bạn nhìn trong bóng tối. Các bạn chỉ cần đập một cục đất, rồi bỏ vào bản craft, nó sẽ ra một vật phẩm vô hình. Khi các bạn mang nó vào tay trái, nó sẽ cho các bạn hiệu ứng nhìn trong bóng tối. Đó, các bạn thấy chưa, cái vật phẩm này mình đã để nó vô hình, nên là các bạn nhớ khi craft phải để ý chỗ mà các bạn để nó ở đâu nhé, nếu không tìm sẽ rất khó, bởi vì mình đã cho nó vô hình.